truyền vào ngày rằm tháng 7 hàng năm, địa ngục sẽ mở cửa cho phép tất cả vong hồn được lên dương gian một ngày. Biết được điều này, Lâm sư phụ và hai thằng đệ đã chuẩn bị sẵn giấy tiền vàng mã để phân phát cho các vong hồn. Đúng 12 giờ khuya ngày 15 tháng 7, cửa địa ngục mở ra, đám vong hồn lập tức tràn lên dương gian. Lúc này anh chàng đồ đệ của Lâm sư phụ tên là A Ngố, anh ta đang đứng một mình mãi mê xem hát tuồng. Trong khi đó anh Lâm và Thu Sinh đang sản xuất in ra rất nhiều ngân phiếu để chuyển giao cho âm giới. Xong việc, hai thầy trò mới tìm đến A Tam. Trông thấy anh ta đang đứng, Thu Sinh nghĩ rằng chỉ có một mình. Anh Lâm bèn dùng lá bưởi khai nhãn âm dương cho Thu Sinh. Anh ta mới thấy được nơi này có rất nhiều vong linh. Lâm sư phụ liền bảo Thu Sinh mau qua đó dẫn dắt A Tam quay về. Bỗng nhiên một con ma nữ bay xuống, thổi hơi khói vào mặt khai nhãn cho A Ngố nhìn thấy được đám vong hồn ở phía sau. Còn có tứ đại âm bình đứng canh gác, không cho các vong hồn rời khỏi đây quấy phá nhân gian. Không ngờ Thu Sinh vừa đi qua thì bị vẻ đẹp của ma nữ mê hoặc tâm trí. Tên cô ta là Tiểu Lệnh. Mặc cho anh Lâm cố gắng kéo sợi chỉ để ra hiệu cảnh báo, Thu Sinh cũng không quan tâm, tháo bỏ luôn sợi chỉ. Mục đích của ma nữ là lợi dụng Thu Sinh và A Ngố giúp cô ta đối phó tứ đệ âm bệnh. Đúng là hai thằng đệ thấy gái xinh là quên luôn cả sư phụ. Bọn họ dùng bùa chú dán lên trán kiềm chế tứ đệ âm bệnh. Đám vong hồn liền thừa cơ hội trốn thoát khỏi nơi này. Khi chạy đến khu rừng, Tiểu Linh mới đà tạ hai thằng đệ đã giúp cô ta được tự do. Nếu như cần Tiểu Linh giúp đỡ thì chỉ cần nhún nhảy là cô ta sẽ xuất hiện. Lúc này tứ đệ âm binh đã tìm đến anh Lâm để truy cứu trách nhiệm của hai thằng đệ, làm cho đám vong hồn trốn thoát. Lâm sư phụ bèn lấy một cục đất làm từ bùn ở nghĩa địa, khi ăn nó thì sẽ hiểu và nói được ngôn ngữ của người chết. Tứ đệ âm binh nói rằng số lượng vong hồn đã trốn thoát lần này có quá nhiều. Nếu như dường dàng xảy ra đại họa thì hai thằng đệ sẽ phải gánh hậu quả. Để trấn an bọn âm bệnh, Lâm sư phụ nói rằng nội trong hai ngày nhất định sẽ bắt lại hết đám vong hồn. Nghe thấy vậy, bọn âm bệnh liền trở về địa phủ. Ngày hôm sau, anh Lâm mời đến đại sư huynh tên là Nghiêm Tùng cùng với các huynh đệ đồng môn, nhờ bọn họ giúp sức thu phục đám vong linh. Khuya hôm đó, Thu Sinh và A Tam giả vờ bán đậu hũ để dẫn dụ đám vong hồn xuất hiện. Đúng là có hiệu quả, cách này đã thu hút được ma nữ Tiểu Linh. Đám vong hồn cũng xuất hiện. Hai thằng đệ liền bỏ chạy về nơi mà anh Lâm và mọi người đã bày sẵn bán quái trận. Đồng môn của anh Lâm có đạo hạnh rất cao, bắt lấy đám vong hồn này thật sự quá dễ dàng. Chỉ có mỗi Nghiêm Tùng là dùng lôi điện đại pháp tiêu diệt triệt để đám vong hồn. Thấy vậy anh Lâm bèn ngăn cản, bởi vì cách này quá tàn nhẫn, làm như vậy đám vong hồn sẽ bị vĩnh bất siêu sinh. Thế nhưng hắn là đại sư huynh, anh Lâm đành phải đứng nhịn. Ngày hôm nọ, Kim Lão Gia mời thầy trò Lâm sư phụ đến nhà hàng để xem phong thủy. Kim Tiểu Thư cũng ở đây, Thu Sinh lạnh miệng đã đưa ra mức giá khá cao. Thế là Kim Lão Gia bèn nhờ đến Nghiêm Tùng, vì ông ta lấy thù lao thấp hơn thầy trò anh Lâm. Ngay lúc này, tên đồ đệ của Nghiêm Tùng giật lấy một ít tóc của Kim Tiểu Thư. Thầy trò anh Lâm cũng nhìn thấy. Đến khuya hôm đó, thằng tà đạo đi vào rừng lấy tóc Kim Tiểu Thư kết hợp với bùa chú. Sau đó hắn thi triển xuất hồn đại pháp. Tất cả những hành động này đã bị Thu Sinh và A Tam nhìn thấy. Họ đoán rằng tên tà đạo muốn giở trò với Kim Tiểu Thư. Cả hai bèn gọi Tiểu Linh ra giúp sức, đuổi theo thằng tà đạo đến tận nhà Kim Tiểu Thư. Trong khi đó A Ngố đang kéo thể xác tên tà đạo mang đi giấu thì bất ngờ một đám chó sói xuất hiện. A Ngố vội vàng bỏ chạy, để lại miếng mồi ngon cho đám thú hoàng cắn xé. Sau đó hai thằng đệ trở về kể lên mọi chuyện. Anh Lâm liền bấm động đoán rằng có chuyện chẳng lành. Lâm sư phụ lệnh cho hai thằng đệ mau chóng đi tìm cái xác về, hy vọng sẽ cứu được tên tà đạo.
Cả hai bèn gọi Tiểu Linh ra giúp đỡ. Với năng lực của Hồng Mạ, rất nhanh họ đã tìm được cái xác. Lúc này anh Lâm đang lập đạn thu hút linh hồn của tên tà đạo bày đến. Tuy nhiên giờ thì hắn đã trở thành người chết, cho nên anh Lâm định phải hấp tình hắn vào trong một chân đèn bằng đồng. Đến khi hai thằng đệ mang cái xác trở về thì Nghiêm Tung cũng đã có mặt. Bởi vì tên tà đạo đã làm chuyện sằng bậy, cho nên Nghiêm Tung không thể trách tội thầy trò anh Lâm được. Hắn ta mới nhờ ba thầy trò hãy lên nối giúp hắn thu phục Cường Thi Chúa. Nó có một luồng âm khí ở trong miệng, nếu như Cường Thi Chúa hấp thụ hoàn toàn luồng khí này thì nó sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Sau đó nó sẽ lãnh đạo đội quân Cường Thị làm hại nhân dạng. Thế là bà thầy trò liền đến đây. Đúng lúc này đám Cường Thị bật quân tài nhảy ra, bọn chúng cùng nhau bái lại Cường Thị Chúa. Ánh trăng dần dần lộ ra, anh Lâm bèn lấy tờ giấy xếp thành hình con dơi để che ánh trăng lại. Tiếp theo dùng tờ giấy hình tròn tượng trưng cho Nguyệt Thần, thu hút đám Cường Thị tiến về phía anh Lâm cùng nhau bái lại thần mặt trăng. Thừa cơ hội Thu Sinh và anh Tam nhanh chóng hút lấy luồng âm khí trong miệng Cường Thị Chúa. Phía này Thịnh Nghiệp Tung đã biết chuyện, hắn ta liền đánh bại con dời phá giải đạo thuật của anh Lâm. Sau đó hắn đánh thức Cường Thị Chúa bật dậy. Cả đám cùng nhau quay lại tấn công hai thằng đệ. Bởi vì luồng âm khí rất lạnh, cho nên họ bèn gọi Tiểu Linh ra giúp đỡ. Thế nhưng cô ta không đồng ý mồi kệ mồi. À Ngấu đành chạy qua truyền luồng khí cho anh Lâm. Trong lúc hỗn loạn, Lâm sư phụ chạy qua truyền lại cho Thu Sinh, nhưng vô tình trúng vào mạng Tiểu Linh. Lành trí hai thằng đệ đứng gần Cường Thị Chúa rồi hét to lên, làm cho đám còn lại hiểu lầm cùng nhau bóp cổ hắn. Thừa cơ hội Lâm sư phụ quăng vào miệng trái lựu đạn tiêu diệt Cường Thị Chúa. Sau nụ hôn lúc nãy, Tiểu Linh đã si tình Lâm sư phụ, cô ta trả lại luồng âm khí cho anh Lâm. Ngay sau đó anh Lâm truyền qua cho A Ngấu. Ba thầy trò liền gặp tên Nghiêm Tung bàn giao luồng âm khí lại cho hắn rồi ra về. Ngay cả Cường Thị Chúa cũng không làm hại được anh Lâm, cho nên tên Nghiêm Tung thật sự rất cay cú. Hắn ta bắt về những người dân sinh vào giờ âm để giúp cho tên tà đạo hút máu biến thành tán thị. Trong khi đó mà nữ Tiểu Linh si tình theo anh Lâm về đến tận đạo tràng. Thế nhưng Lâm sư phụ là một pháp sự, hơn nữa lại không có đam mê nữ sắc, cho nên đã hấp tên Tiểu Linh vào trong hũ. Tuy nhiên anh Lâm vẫn thắp nhang cho cô gái. Thị trấn lúc này đã có nhiều án mạng, anh Lâm cũng nhận ra tất cả đều sinh vào giờ âm. Bọn họ còn nhìn thấy tên tà đạo đi lại giữa ban ngày như người bình thường. Thu Sinh bèn dùng cây kim đâm vào người hắn để kiểm tra, quả nhiên là tán thị. Lập tức anh Lâm phà chế một chảo nước thánh, có tác dụng làm cho tên tà đạo lộ ra nguyên hình. Nhiệm vụ quan trọng này giao cho A Ngấu thi hành. Nhưng do bất cẩn anh ta lại tạt trúng người cảnh sát. Hay dạ. Tiếp tục lần thứ hai, A Ngấu cố gắng bám theo tên tà đạo. Thế nhưng lần này lại tạt trúng ông đạo sĩ. Đúng thật là ngáo ngờ mà. Tiếp tục lần thứ ba, nước thắng chỉ còn lại từng này. Rất may là tạt trúng thằng tà đạo, hắn ta liền chạy về chỗ của Nghiệm Tùng. Ba thì trò anh Lâm cũng đuổi đến. Hóa ra tên tà đạo là con trai của Nghiệm Tùng. Tuy nhiên trong tình huống này hắn cũng không thể bào chè cho con trai, nên liền dùng lôi điện giết luôn tên tà đạo. Sau chuyện này và chuyện Cường Thị Chúa lần trước, anh Lâm xác định kẻ chủ mưu đứng sau là Nghiệm Tùng. Hắn nhất định sẽ trả thù. Thế là anh Lâm chuẩn bị sẵn bùa chú dán ở khắp nơi trong nhà. Phía này Nghiệm Tùng thi triển lôi âm điện, biến con trai hắn thành quỷ dữ. Tiếp theo là triệu hồi lên người chết. Cả cùng nhau tiến đến nhà anh Lâm.
Lúc nguy cấp, anh Lâm triệu hồi lên tứ đệ em bệnh, làm cho đám người chết hoảng sợ. Anh Lâm trả thù lao cho tứ đệ em bệnh ngân phiếu 40 vạn lượng, thuê bọn họ thu phục đám người chết. Khi này thằng ác quỷ mới tìm đến đây. Tiểu Linh liền bay ra ngăn cản thằng quỷ giải vây cho anh Lâm. Thấy vậy thằng quỷ bèn tấn công Thu Sinh. Anh Lâm liền kéo tấm bùa Sprite trùm xuống thằng quỷ. Sau đó mượn cây phất trành của tổ sư già đánh cho thằng quỷ tan thành tro bụi. Nghiêm Tùng tức giận điều khiển những khúc gỗ to đùng tấn công bà thầy trò. Ngay sau đó là sự xuất hiện của Nghiêm Tùng. Hắn ta sử dụng lôi điện phóng tới. May mắn Tiểu Linh kịp thời bay xuống làm lá chắn bảo vệ ba thầy trò. Chiều tiếp theo Nghiêm Tùng đánh đổ cả tượng tổ sư già. Khí thế của Nghiêm Tùng quả thật rất bá đạo. Lâm sư phụ liền bảo mọi người cùng nhau lấy những mảnh ghép tạo thành hình bất quái. Khi Nghiêm Tùng phóng tới lôi điện thì bị phản hồi ngược lại. Cuối cùng Tiểu Linh ngỏ ý muốn làm vợ anh Lâm. Bộ phim đến đây là hết rồi. Nhớ like và subscribe nhé anh em. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi. Tạm biệt anh em.